Tự lượm luôn á? Dạ vâng. Sao giỏi thế? Tự làm 2 đêm, mất 2 đêm. Em làm như nào? Xong em chia tóc xong rồi em tẩy phần đây phần trên trước. Không ai nhuộm cho em à? Không. Bây giờ nhá, anh cho em 2 lựa chọn. Một là màu trầm vẫn có thời trang. Hai là màu trầm mà nó rất là thiên khỏe tóc. Nhưng mà đều có ưu điểm nhược điểm của nó nhá. Nếu màu trầm mà thiên về khỏe tóc ấy thì nó sẽ không có gì quá đặc biệt, nhưng mà nó rất là mềm, khỏe tóc, bền. Còn là màu thiên về thời trang thì nó sẽ lại nhanh bay màu hơn, mà thậm chí nó sẽ khô tóc hơn một chút. Nhưng em không muốn là màu đen hẳn luôn ấy. À rồi, có nghĩa là tóm lại bây giờ em không muốn màu sáng nữa. Em muốn màu trầm thì sao nó đều màu và nó khỏe tóc là được, đúng không? Chán em hơi cao nữa, là em không biết làm kiểu gì che được cái góc cạnh. Anh thấy mặt em đâu có to đâu, bình thường mà. Hai bên hàng thì chán hói. Đâu sao nào? Màu chán khá cao. Nhưng mà bây giờ cái mái này của em cũng đã ngắn rồi thì sửa lại một chút thôi nhá. Ok, anh hiểu rồi. Thế anh nhuộm cho em lại nhá.